Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền lên trên cái ví XSA này. Đấy, và hướng dẫn các bạn cách kích hoạt Conobot Project này để bắt đầu sinh lời cho các bạn. Ok không ạ? Đấy, thì những các bạn nào mà chưa xem cái video thứ hai, đó chính là cái video hướng dẫn tạo tài khoản và những điều chú ý quan trọng trước khi bắt đầu đầu tư vào cái dự án XSA này, thì các bạn nên xem nhé. Đấy, còn nếu như các bạn mà chưa xem cái video đấy mà các bạn bắt đầu đầu tư vào luôn thì các bạn mất tiền dáng chịu nha. Đấy là lời khuyên đầu tiên của mình. Ok không ạ? Đấy thì những cái bạn nào mà đã có tài khoản rồi, đã làm theo những cái lời chú ý của mình trước khi đầu tư vào dự án này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu đầu tư vào dự án này và nạp tiền lên và kích hoạt đầu tư. Ok không ạ? Đây thì để nạp tiền lên trên cái ví này thì sẽ có bao nhiêu ạ? Thì sẽ có hai cách. Thứ nhất là các bạn sẽ nạp lên bằng cái sàn blockchain. Đấy, cái ví blockchain của bạn. Ok không ạ? Thì đây, ví dụ như là các bạn có BTC này, có USDT này. Ok không ạ? Hay là có ETH này thì các bạn sẽ nạp trực tiếp từ cái ví blockchain này lên trên ESA này và kích hoạt đầu tư. Ok không ạ? Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là nếu như ví dụ như các bạn không có tiền trong cái blockchain này, các bạn chỉ có tiền trong tài khoản ngân hàng mà thôi. Ok không ạ? Thì các bạn sẽ lên trực tiếp sàn Remitano để mua Bitcoin này, hay là mua gì ạ? Hay là mua Ethereum, hay là mua USDT, hay là mua Litecoin. Đấy, để nạp lên. Ok không ạ? Đấy. Và trước khi nạp lên này, các bạn chú ý cho mình một lần nữa nhá. Trước khi nạp lên này, các bạn phải lưu ý là các bạn phải kích hoạt hết tất cả cái ví này rồi. Để khi nào mà nó hiện ra cái giá dưới này này, các bạn thấy không ạ? Đây, nó hiện ra cái giá của cái đồng coin đấy bằng bao nhiêu thì lúc đấy là các bạn đã kích hoạt thành công rồi. Ok không ạ? Nếu các bạn chưa biết kích hoạt như thế nào thì các bạn hãy xem video trước nhá. Ok không ạ? Đây thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp BTC lên nhá. Các bạn lưu ý cho mình nhá, là khi các bạn nạp cái đồng coin lên, đúng không ạ? Nó như là một cái ví hay là một cái ngân hàng trước đồng coin của bạn đấy ạ. Là khi đồng coin ngoài thị trường tăng giá thì đồng nghĩa với ạ, đồng coin trong này cũng tăng giá. Đồng coin ngoài thị trường giảm giá thì đồng coin trong này cũng giảm giá. Ok không ạ? Thì khi đồng coin tăng giá thì đồng nghĩa với việc lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên theo cái đồng coin đấy. Ok không ạ? Đây thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp BTC lên này và những cái đồng tiền khác nó cũng tương tự như vậy. Ok không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ kích vào phần resize này ở góc trên cùng này. Đây, các bạn kích vào resize. Ok, thì sau khi các bạn kích vào resize, đúng ạ? Thì nó hiện thị ra tất cả những cái địa chỉ ví của các đồng coin này. Đấy. Ok không ạ? Đây, ví dụ như là các bạn nạp lên bằng BTC đúng không ạ? Thì đây chính là cái địa chỉ ví BTC trên cái ví ESA. Ok không ạ? Thì các bạn chỉ việc copy cái địa chỉ ví này và gửi tiền qua cái địa chỉ ví này là ok thôi. Tương tự như vậy, ETH cũng vậy các bạn nhá. Đây, các bạn chỉ việc copy cái địa chỉ ví và gửi tiền thông qua cái địa chỉ ví này là xong. USDT cũng vậy và Litecoin cũng vậy các bạn nhá. Đấy. Các bạn chỉ việc copy đúng địa chỉ ví và gửi thông qua đúng cái địa chỉ ví đấy thì tiền sẽ lên mà thôi. Đây thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn luôn. Đây, các bạn sẽ ra bên ngoài này. Các bạn sẽ đăng nhập vào blockchain. Hay đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển bằng blockchain. Đây, thì sau khi các bạn đăng nhập xong vào ví blockchain của bạn rồi thì mình mới chuyển tiền lên, nên là hiện tại trong ví blockchain của mình không có tiền nữa. Còn nếu các bạn nào mà có tiền trong ví blockchain thì các bạn hãy chuyển theo những cái bước sau mình nói đây. Ok không ạ? Đây, các bạn sẽ kích vào phần send này. Các bạn thấy không ạ? Đây, send ở góc này. Các bạn kích vào send. Đây thì các bạn sẽ copy địa chỉ ví BTC trên cái ví ESA để dán vào đây. Các bạn chỉ việc copy và dán vào đây. Tiếp theo là các bạn chú ý đến cái phần USD này. Ví dụ các bạn muốn nạp bao nhiêu, ví dụ là $300 chẳng hạn. Ok các bạn, hay là $3,000 hoặc bao nhiêu đấy thì các bạn hãy nhập cái số vào đây. Đấy, và các bạn kích vào continue là xong. Ok các bạn, thì hiện tại số dư của mình không đủ này, nên là mình không chuyển được. Ok các bạn. Đấy thì các bạn cứ làm theo đúng các cái thao tác đấy, copy đúng địa chỉ ví và dán vào đây là xong thôi. Ok các bạn, thì các bạn chỉ việc copy đúng địa chỉ này. Đây, copy đúng địa chỉ này và dán vào đây. Đấy. Sau đó các bạn nhập số tiền các bạn muốn nạp lên. Ok các bạn, và kích vào continue là xong. Ok các bạn, nó cực kỳ đơn giản luôn. Đấy, và các bạn lưu ý cho mình nha, là khi các bạn nạp bằng BTC thì nó sẽ lâu hơn so với những đồng coin khác. Ok các bạn, nạp bằng BTC thì sẽ mất khoảng độ từ bao nhiêu ạ? Từ 1 đến 2 tiếng và chậm nhất là nửa ngày các bạn nhá thì BTC mới được chuyển lên. Đó, còn các bạn nạp bằng những cái đồng coin kia thì nó sẽ nhanh hơn một chút thôi. Ok không ạ? Cách thứ hai là các bạn sẽ nạp lên bằng cái sàn Remitano. Nếu các bạn có tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn thì các bạn sẽ lên trực tiếp sàn Remitano mua các cái đồng coin, ví dụ là Bitcoin này, hay là gì ạ? Hay là Ethereum, hay là USDT, hay là Litecoin để nạp lên. Ok các bạn, thì nạp lên bằng Remitano sẽ có hai cách. Thứ nhất là ví dụ như là các bạn đã có những cái đồng coin này rồi. Đây, các bạn đã tích những cái đồng coin này ở trong ví Remitano rồi. Đấy, thì các bạn sẽ chuyển trực tiếp lên thôi. Còn nếu những cái bạn nào mà chưa có, các bạn chỉ có tiền mặt ở trong tài khoản ngân hàng thôi thì các bạn sẽ làm theo các bước sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn cái đồng coin mà các bạn muốn nạp lên là đồng gì. Ok không ạ? Ví dụ như là mình muốn chọn Bitcoin chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ chọn Bitcoin và mình sẽ kích vào chữ mua ngay. Ok không ạ? Thì nó sẽ hiển thị ra là mình muốn mua bao nhiêu. Ok không ạ? Đây thì mình sẽ nhập này. Ví dụ mình mua là 0.004 chẳng hạn, đúng không ạ? Thì nó sẽ tương đương với là $322.79. À, và nó sẽ tương đương với là 7.581.000. Và cái giá này nó sẽ thay đổi liên tục các bạn nhá. Cái giá này nó sẽ thay đổi liên tục, lúc thì nó sẽ cao hơn một chút vài nghìn thôi, hoặc là nó có thể là thấp hơn một chút vài nghìn thôi. Đấy, vì là nó sẽ biến động theo giá thị trường hiện tại lúc đó. Ok không ạ? Đấy thì khi các bạn đã chọn xong này, các bạn sẽ kích vào mua ngay. Ok các bạn, các bạn sẽ kích vào mua ngay. Đây, thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng mã giao dịch như này. Thì các bạn sẽ phải giao dịch trong vòng bao nhiêu? 15 phút các bạn phải thực hiện xong cái giao dịch này. Thế đây, các bạn phải chuyển như nào? Đây, các bạn phải chuyển nhiêu đây tiền cho cái bạn Đinh Văn Quý theo số tài khoản này. Chi nhánh là Hồ Chí Minh và tên ngân hàng là Vietcombank. Các bạn phải chuyển tiền trong vòng bao nhiêu ạ? Trong vòng 14 phút này các bạn phải thực hiện xong giao dịch. Ok các bạn. Đây thì bây giờ các bạn sẽ chuyển như nào? Đây, ví dụ như các bạn đã có tiền trong ngân hàng Vietcombank này, các bạn sẽ đăng nhập vào Vietcombank.
Đây, thì sau khi các bạn đăng nhập xong vào tài khoản Vietcombank của bạn rồi, các bạn sẽ thực hiện các thao tác như sau. Đây, các bạn kích vào cái nhà này, các bạn kích vào mục chuyển tiền. Các bạn sẽ chọn mục là chuyển tiền trong Vietcombank. Các bạn sẽ chọn mục là chuyển tiền ngay. Đây, số tài khoản của bạn đây. Đây, thông tin người hưởng thụ này, tài khoản chính này. Đây, các bạn sẽ nhập cái số tài khoản này vào đây. Copy cái số tài khoản này. Các bạn đây, copy cái số tài khoản này. Đấy. Việc là copy và dán thôi, nó cực kỳ đơn giản. Paste vào đây. Ok các bạn, số tiền giao dịch này. Các bạn hãy nhớ nhá, các bạn hãy copy cho mình nhá. Để thực hiện tốt nhất, các bạn nên thực hiện trên máy tính thì nó sẽ tốt hơn là thực hiện trên điện thoại. Ok các bạn, để thực hiện trên điện thoại cũng đơn giản thôi, chẳng có gì cả. Cái việc copy và paste. Đấy, copy và dán, cực kỳ đơn giản. Hãy chú ý cho mình là copy đúng số tiền, copy đúng tên tài khoản và copy đúng diện nội dung chuyển tiền. Đấy, nó cực kỳ quan trọng các bạn nhá. Đây, copy nội dung chuyển tiền này, nội dung chuyển khoản. Hãy nhớ là copy đúng. Đấy, các bạn sẽ copy cần copy đúng này và các bạn kích xong này và các bạn kích tiếp tục. Cái này chuyển tiền trong ngân hàng thì các bạn đã biết rồi, mình sẽ không nói nữa. Ok các bạn, nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần copy đúng này, tên tài khoản này, số tiền này và nội dung chuyển tiền này thì nó báo chuyển tiền xong nhá. Thì các bạn hãy lên trên này. Ok các bạn, và để nguyên. Đấy, giữ nguyên. Các bạn giữ nguyên, tuyệt đối không được thoát ra khi cái thời gian này đang còn chạy. Và tuyệt đối không được hủy bỏ giao dịch. Đấy, nếu các bạn đã chuyển tiền xong rồi, đúng không ạ? Mà các bạn chưa nhận được là giao dịch thành công mà các bạn hủy giao dịch thì coi như các bạn mất tiền. Đó là một cái điều rất là quan trọng nhá. Ok các bạn. Đấy, khi các bạn chuyển tiền xong rồi, các bạn hãy lên đây chờ. Các bạn chờ để yên cho thời gian nó chạy. Lúc nào nó báo là giao dịch đã được thực hiện thành công thì lúc đấy các bạn mới thoát ra. Ok các bạn, tuyệt đối không được thoát ra khi họ chưa báo là giao dịch hoàn thành. Ok các bạn, đấy. Và các bạn lưu ý một lần nữa cho mình nhé, là tất cả những cái thao tác như này này. Ok các bạn, tất cả những cái thao tác giao dịch thanh toán này, nào là mã giao dịch này, các bạn thấy không? Mã giao dịch này. Đấy, mã giao dịch này, nội dung chuyển khoản này, tất cả mọi thứ này các bạn hãy chụp lại và lưu lại cho mình nhé, trong cái quá trình các bạn giao dịch. Ok các bạn, đấy nó cực kỳ là quan trọng đấy. Thì khi các bạn mua xong này và giao dịch được hoàn thành này, đây thì nó sẽ được chuyển về ví của các bạn nhá. Đây các bạn sẽ kích vào mục ví này. Ok các bạn kích vào mục ví. Đây thì các bạn kéo xuống này, cái phần Bitcoin này thì nó hiển thị là các bạn đã mua bao nhiêu Bitcoin này. Thì cái người mà bạn mua Bitcoin của bạn ấy thì người ta sẽ chuyển Bitcoin về để chỉ ví Bitcoin của bạn. Và khi đã có Bitcoin trên tài khoản ví Dimitano rồi và đến nạp lên trên cái ví ESA thì các bạn sẽ kích vào mục rút tiền. Đây, rút tiền. Đây thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ ví BTC trên cái ví ESA vào đây. Ok các bạn, đây. Đây mình sẽ copy cái địa chỉ ví này. Và mình dán vào đây. Nó cực kỳ đơn giản. Đây, mình sẽ kích vào mắt. Ok các bạn, các bạn muốn nạp bao nhiêu thì các bạn kích vào đây thôi. Mình sẽ nạp tất cả lên. Mình kích vào gửi. Đây, mình sẽ nhập cái mã OTP của mình. Cái mã 2FA. Đây, mình sẽ copy. Mình dán. Nó cực kỳ là đơn giản. Đây, xác nhận. Đấy, các bạn thấy không ạ? Nó đã báo giao dịch này. Đã lên lịch. Đấy, và đấy, nhận được thông báo luôn từ Remitano này. Các bạn thấy không ạ? Chúng tôi đã nhận được yêu cầu rút tiền này. Đây, và cái lượng BTC này nó sẽ được chuyển lên trên cái ví ESA của mình. Các bạn nhá. Đấy, nó rất là đơn giản, các cái thao tác cực kỳ đơn giản. Chỉ việc gì ạ? Copy và dán và thực hiện đúng các thao tác, copy đúng địa chỉ là tiền sẽ lên mà thôi. Thì đợi sau khi tiền nó lên, ok các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt con robot Black này. Ok các bạn? Đấy. Ok, thì sau hơn 2 tiếng đồng hồ này thì bây giờ mình cùng với các bạn sẽ đi vào xem là tiền nó được chuyển lên chưa các bạn nhá. Ok các bạn, đây các bạn sẽ kích tiếp tục vào cái nhà vàng này. Đây các bạn kéo xuống phần BTC này, các bạn thấy không ạ? Thì nó sẽ không hiển thị ở đây các bạn nhá. Các bạn thấy là nó chưa hiển thị ở đây đúng không ạ? Các bạn sẽ phải kích vào BTC. Đấy, các bạn phải kích vào BTC này. Các bạn thấy không ạ? Thì sau khi các bạn kích vào BTC thì nó mới chính thức hiện ra cái số dư, cái lượng BTC các bạn đã đầu tư lên là bao nhiêu. Các bạn thấy không ạ? Đó. Đó thì rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao ạ? Là khi em nạp tiền lên rồi, em nạp đúng địa chỉ rồi mà sao 4 5 tiếng rồi mà tiền không thấy lên. Ý là các bạn phải kích hoạt thêm một lần nữa thì nó mới hiển thị ra cái BTC này. Đúng không ạ? Các bạn chưa kích hoạt thì tất nhiên là nó sẽ không hiển thị cái lượng BTC ra rồi. Đấy là một cái điều rất là lạ trong cái dự án ESA này. Đấy, đúng không ạ? Các bạn phải kích vào. Đấy, một lần nữa thì nó mới hiển thị ra. Đấy, đúng không ạ? Ok, thì sau khi có tiền rồi thì bây giờ mình cùng với các bạn này, chúng ta sẽ đi kích hoạt con robot gì ạ? Project này để bắt đầu nó sinh lời cho chúng ta. Ok các bạn, đây mình sẽ kích vào gì ạ? Con robot này mình chọn vào Project Tip Bet. Ok các bạn, nếu các bạn nạp lên vào đồng coin nào thì các bạn sẽ kích hoạt đồng coin đấy. Ok các bạn, đây mình nạp bằng BTC này thì mình sẽ kích vào gì ạ? Cái từ AD này. Các bạn thấy không ạ? Đây thì mình sẽ kích vào max, ý là mình muốn kích hoạt tất cả. Đây mình sẽ kích vào AD, mình kích vào đồng ý, mình kích vào coin. Mình tiếp tục nhập cái mã pin của mình, đó chính là cái mã cấp 2 của mình đấy ạ. Sau khi mình nhập xong, mình kích vào dấu V. Đó, thì nó đã báo là mình đã kích hoạt con robot Black thành công. Thì bao nhiêu ạ? Thì sẽ mất trong vòng 24 giờ. Đấy, thì con robot này mới được kích hoạt các bạn nhá. Thì nó khá là lâu một chút nhưng không sao cả, chúng ta cứ kích hoạt thành công là được. Ok không ạ? Và lãi nó sẽ được hiển thị đến đây các bạn nhá. Ok không ạ? À, hoặc là các bạn ra giao diện chính này. Đấy, các bạn ra bên ngoài giao diện chính này thì nó sẽ hiển thị đến đây. À, hoặc là các bạn kích vào cái nhà này này. Và cái lượng XTRA các bạn nhận được nó sẽ hiển thị đến đây. Đấy, và cái tiền các bạn đang đầu tư là bao nhiêu? Và các bạn đang đầu tư bằng cái gì? Đó, nó hiển thị ra đây, tất cả ra đây.
Ok bạn, và giá hiện tại của ESA, cái đồng ESA này mới chỉ là bao nhiêu? 0.1 USDT thôi. Nó cực kỳ là thấp. Tại vì sao? Cái dự án này đang rất là sơ khai, nó mới khởi chạy được vài ngày mà thôi. Đó chính là cái cơ hội và là cái tiềm năng để các bạn dẫn đầu thị trường và kiếm và tích góp chữ thật nhiều cái đồng ESA này, để khi nó lên giá chỉ cần lên bao nhiêu ạ? Nó chỉ cần lên 0.2 thôi là các bạn đã nhân đôi tài khoản rồi. Nó lên 0.3, 0.5 thì các bạn là x3, x5 tài khoản rồi. Đúng ạ. Và khi một cái dự án đã có nền tảng rất là vững chắc rồi, đã có cái sự hợp tác của rất là nhiều các cái đối tác, các ông to tay to mặt lớn rồi, thì tất nhiên là cái dự án đấy nó sẽ đi được dài và chắc chắn cái đồng coin của nó sẽ lên giá. Các bạn cứ nhìn vào dự án gì ạ? Epoch hay là dự án Cloud Token hay là dự án gì ạ? VAR hay là dự án Flux Token. Các bạn cứ nhìn vào những cái dự án như vậy thì các bạn sẽ thấy được cái tiềm năng của những cái dự án này như thế nào. Những cái dự án gì ạ? Giống như là Cloud Token hay là Epoch là các bạn vào quá là muộn rồi, thì cái đồng coin của nó đã quá cao rồi. Đấy, đúng ạ. Và thị trường quá loãng rồi. Lúc này các bạn mới vào thì các bạn sẽ tích được rất là ít. Đúng ạ. Nó lên giá cao rồi thì tất nhiên là các bạn sẽ tích rất là ít rồi. Còn những cái dự án này, khi các bạn đã xem được cái video của mình rồi thì các bạn hãy đầu tư ngay theo mình. Nếu các bạn không tin, các bạn cứ hỏi những cái nhà đầu tư của mình ấy đã đầu tư theo mình dự án Cloud Token hay là dự án Epoch ấy, các bạn ấy đã x5, x3, x2, thậm chí là nhiều hơn nữa cái tài khoản của các bạn ấy rồi, và đã lời rất là nhiều rồi, rất là nhiều nhà đầu tư đã thu được rất là nhiều tiền rồi. Ok không ạ? Đấy, thì mọi thắc mắc về dự án này cần được hỗ trợ này thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với người bảo trợ của bạn, hoặc là nếu các bạn chưa người bảo trợ thì các bạn hãy tham gia vào group của mình hoặc là inbox trực tiếp cho mình thì mình sẽ hỗ trợ tất cả các bạn. Ok không ạ? Ok, xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.